Rồi, vận hành rồi, anh nhớ. Đúng rồi, bấm một nốt đó. Đúng rồi, bốn nốt này, đúng rồi. Em cài sáng tiếng cho anh đây rồi nhé. Rồi, anh chọn điệu Bolero chọn chỗ này. Như sờ, đúng rồi. Đó, ví dụ anh chọn một điệu cha cha cho em đi. Ví dụ vậy đi, em muốn chọn điệu cha cha đi. Kéo kéo con chuột này, đúng rồi. Hoặc là anh di chuyển đây này, thấy ha. Nhấn V2 này, đó, nhấn đi. Đúng rồi, đó, anh thấy chưa? Vô cha cha này, đó. Đúng Enter. Dạ, không, không, chọn luôn. Chọn luôn ạ. Đấy, ví dụ anh ha, hồi nãy là ở số 1 này, anh nhấn ở số 3 đi. Anh nhấn nhấn về số 3 đi, anh cứ nhấn nhấn đi, đó, thấy không? Rồi số 4 đi. Đó, nó có quá trời này, đó, quá trời này ha. Còn nếu mà mình qua rồi mình sẽ quay lại một số 3 này, đó. Anh hiểu chưa? Rồi. Còn khi mà anh muốn next một trang khác là anh nhấn ở số 7, đó, anh thử nhấn đi. Số 7 thì đó, đúng rồi, đúng rồi. Nó tiến qua một trang khác. Đúng rồi. Yeah. Đó, còn mình muốn trở về là view đấy, đúng rồi. Ví dụ anh chọn cho em một cái Bolero chẳng hạn đi. Ví dụ là Bolero đi đấy. À, chữ Y này, đây này ha. Nó thiết lập là A, B, C, D, E, F này. G, H này. Y ha. Đó. Để chọn mũ này vô xong yeah. Giống như là yeah. Nó sẽ tương đương như vậy. Thay vì cảm ứng mình chọn thẳng luôn thì nó sẽ tương đương giống như mình xài điện thoại bình thường vậy á. Rồi, giờ nhấn vô là chơi thôi vậy. Dạ, chơi thôi, bây giờ tiếng này. Rồi. Đó. Đó. Tương tự vậy, bây giờ mình chọn cái điệu nào mà mình nghe này, mình nghe á, cũng giọng như suy lo sầu ha. Đó. Đó. Ví dụ suy lo sầu là nhạc trẻ thì mình nhấn qua đây nhạc trẻ đây, đó. Nhấn sang nhạc trẻ ha. Đó, đánh những tiếng này. Hoặc là những tiếng này. Đó. Nó sung hơn. Đó, hoặc là suy lo ha. Đó. Nhưng bài em là của anh đánh một bài được không? Hay là chưa có học? Chưa học. Dạ, dạ, thì thôi ạ. Anh nhớ cái vấn đề, anh nhớ vấn đề chưa? Rồi. Đó. Rồi chọn Bolero, cứ tương tự vậy nữa ha. Bolero rumba gì ha. Đó. Rồi, cái mình muốn nhận trẻ hay gì dạ, chỉ cần... đúng rồi, nhấn lấy, đúng rồi. Rồi, dân ca này, anh nhấn cái lấy này này. Khi nào mà chơi chữ dân ca này, đúng không? Ừ. Là mình chơi dân ca này. Đó, ví dụ như... đây là, đó, được chưa? Đó, dễ dễ đúng không? Đúng rồi. Dạ, yeah, em thấy nó cũng dễ, cứ thấy cái chữ danh ca là mình hốt danh ca vô là nó ra cái ý của mình. Dạ, yeah. Rồi bên này là chọn đấy. Hoặc là cách thứ hai nữa là anh nhấn cái này để anh lật trang luôn. Anh thử nhấn đi, là nó lật trang này. Đó, thấy không? Đó, lẹ hơn đúng không? Dạ, lẹ hơn. Dạ, yeah. Nó nhiều cách. Rồi một vài thứ cơ bản. À, tempo. Tempo đây ạ. Tempo. Dạ, yeah, đúng rồi, đúng rồi. Đấy, tempo nhanh chậm đây. Ví dụ nhanh đây ha. Đó. Đó, còn đây là tab thì nó định nhịp, dạ gõ nhịp, ví dụ như nó sẽ định vị cái giờ của anh, ví dụ như là 1 2 3 4 thành là 145 này, 1 2 3 4 ôi nhanh quá, đó 1 2 3 4 kiểu vậy đó. Metronome này nó đã đếm nhịp cho anh, mình nghe để mình đập theo. Rồi đây là tăng giảm tông, dạ, tăng dạ, ví dụ như đây tăng tông này đúng không, tăng lên, đó tăng lên nữa, đó tăng lên nhà đó, để tăng lâu nào nhớ mà mình hát hợp là được rồi, chứ không quan trọng cái đó tính sau. Còn mọi thứ mà dụ như mình thấy nó rối tung rối nồi á, mình có thể exit trời ra để thấy cái màn hình chính này, đó. Rồi có gì nữa nhỉ, multibass ở đây này là multibass là phần thêm, nhưng cũng phải nói luôn mình nhấn chọn select này. Anh nhấn sang cái user này đây. Đó để anh gõ ví dụ như là mưa trống, giòn trống chẳng hạn ha. Được. Cái này quan trọng lắm. Mình chơi một số cái nhà ấy. Sau này hoặc là mưa gió sấm chớp để mình chơi mấy cái bài mưa đó thôi. Đó vậy để máy em nói đó. Đến chưa ngủ ngoài trời đổ mưa. Rồi, hai cái cần này để làm gì ạ? Hai cái cần này là ví dụ như tiếng đàn của mình nó khô quá thì mình có thể làm cho cái tiếng đàn dương cái này khô này, anh vặn về bên này nghe nó vang hơn này. Còn anh thử vặn đi, anh thử vặn về không đi. Đó. Rồi anh học hết rồi rồi về không luôn đây. Đây là 12 giờ là không nhá. Anh đánh thì nghe nó khô ra à, mất tiêu rồi. Anh bạn về bên này thì nghe nó vang hơn.
đó, thấy cỡ luôn đó ha, đó có được. Cái cần này là để chơi nhạc dân ca này nọ, cái này em sẽ nói sau được không ạ? Rồi em chỉ sơ cái cần này, em mới chỉ một chức năng thôi, nó còn nhiều chức năng lắm, em chưa dám nói nha. Còn nhiều đây cái gì em sẽ có một cái video khác em nói, nhưng mà chỉnh phím nóng khi mà anh em với mọi người chơi á, mà ví dụ như tiếng đàn của mình nghe nó cùn quá, nó chán quá đó, cứ bạn ra đó cho nó vang ra. Có người thì thích là như thế này vừa đủ thôi, 3 giờ chiều thôi. Dạ, có người thì 2 giờ thôi. Có người thích ồn nào thì hết luôn. Dạ. Tương tự vậy thì các cái nhạc trẻ, nhạc đen cũng có thể tăng giảm vậy được. Vâng, thấy có đó không? Dạ. Còn dưới này có nhiều chức năng nữa, nếu mà anh rảnh ấy thì bữa nào em sẽ nói thêm, nhưng mà em chỉ nói sơ một cái là chơi được DJ luôn. Ví dụ như chơi như thế này. Đấy ha, đẹp nhất. Nó giống hai cái này chơi này. Đây nó chỉnh này. Chỉnh tí. Đúng rồi. Cho đi. Cảm ơn các bạn. Đó, nó kiểu vậy đấy. Thì là nó có nhiều chức năng, ví dụ như là đại khái như là filter thì nó sẽ làm trong cái điều của mình đây. Đó. Đó. Anh cứ vào thoải mái, chẳng có vấn đề gì hết, nó không có hư gì hết đâu, thật đấy. Vậy anh cứ mò cái đó anh chơi, chỗ nào không hiểu hỏi em. Rồi. Dạ, mấy cái ngó là sau này á thì ngó mình cắm vào đây. Cái là âm ly á. Cắm này âm ly là anh sẽ nhìn thấy là nó là có chữ output ở đây. À. Output đây. Là gương hai cái gì dạ, âm ly dạ. Rồi anh sẽ cài đặt cho cái máy nó đạt mình nó im luôn, được luôn, còn nếu không thì anh cắm đầu phone. Cái đàn này có thể cho nó mute được luôn. Đó, cắm vào đâu, hai âm ly đây ha. Hoặc là anh cắm đầu này thì máy tự nó im luôn. Cắm đây thì nó không hay bằng sau này. Đó, rồi cái lọ đó. Đúng rồi. Dạ, anh lật cái đàn lên em chỉ cho nó dễ. Dạ, cho nó đứng lên, cho nó đứng lên luôn. Quay cho, đúng rồi. Đúng rồi đó, không sao đâu. Làm một tí thôi. Rồi, không sao. Đây là AUX này á, là chúng ta sẽ đưa cái âm thanh. Mấy âm thanh vô dạ, vậy? Vô. Còn đây thì chúng ta cắm mic vô hoặc cắm guitar cho đánh được luôn. Còn đây là chúng ta chơi cho phòng thu. Đó, chơi các kiểu phòng thu rồi band rồi. Đó. Còn pedal này là chơi piano. Như vậy là hết rồi. Dạ, cho một số chỗ nói để cho anh hiểu luôn. Những cái nút ở trên này á, thì hôm nay em nói chưa hết, thực ra em nói chưa có hết. Nên em không dám nói nhiều thì anh không nhớ. Hoặc là rối. Dạ, nên chỉ cần nhớ là thằng kia nó chỉ mình bật nguồn lên là bật cái này, bật cái này. Và cái này là mình lấy tiếng mình chơi. Còn muốn thì mình cứ lấy cộng trừ giống cái số tự động trên xe ô tô vậy đó, mình cứ trẻ vậy đó, mình cứ cộng trừ vậy thôi. Dạ, nhạc này thì một là chơi như thế này, hay là mình cứ chọn dây để cho nó qua trang. Dạ. Chỉ cần từng này thôi ạ. Chứ nhiều quá em không dám làm. Dạ, nếu mà em đưa hết cái USB này vô hoặc là mọi thứ vô thì nó rối lắm. Dạ. Vậy thôi. Ok. Còn cái cần này thì chỉ cần để mặc định của nó vặn để cho nó tăng cái tiếng của mình vang lên lớn. Dạ đúng rồi, tùy vào từng người vậy thôi ha. Dạ.